Du lịch tâm linh là một trong những loại hình thức phổ biến ở Việt Nam và thế giới. Đây là một loại hình thức du lịch lấy yếu tố tâm linh làm mục tiêu để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của người đi du lịch. Du lịch tâm linh thường gắn liền với những giá trị văn hóa, vi vật thể và vật thể gắn liền với lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng và những giá trị tinh thần khác. Cũng chính vì thế mà du lịch tâm linh không chỉ mang đến cho du khách những trải nghiệm khám phá vùng đất mới mà còn mang đến những giá trị khác về tinh thần cho người đi du lịch. Và hôm nay thì Như Lạc Cà sẽ hướng dẫn quý vị đến những khu du lịch tâm linh nổi tiếng ở Đà Lạt, đó là Samten Hill Đà Lạt và Linh Ẩn Tự. Trong video này, ngoài hai khu du lịch tâm linh nổi tiếng, Như Lạc Cà còn giới thiệu hai địa điểm ăn sáng và ăn trưa ngon ở tại Đà Lạt cho chuyến hành trình tham quan ở tại thành phố Đà Lạt cho quý vị tham khảo. Mời quý vị, cô chú, anh chị, các bạn cùng đồng hành với Nhân Lạc Cà nhé. Chào mừng quý vị, lại là Nhân Lạc Cà đây. Hôm nay Nhân Lạc Cà sẽ giới thiệu quý vị một cái hành trình, một cái lịch trình tham quan những khu du lịch tâm linh. Thì đến với thành phố Đà Lạt thì chúng ta sẽ có rất là nhiều địa điểm tâm linh để mà hướng tới. Phải những cái địa điểm rất là nổi tiếng mà Nhân Lạc Cà muốn kể tới quý vị đó là chùa Linh Phước, chùa Ve Chai, chùa Linh Sơn, hay là thiền viện Vạn Hạnh, thiền viện Trúc Lâm, Linh Ẩn Tự và Samten Hill. Trước mắt chúng ta đó là đập cầu Ông Đạo. Sáng nay thì ngay phía đập cầu Ông Đạo, ngay chỗ mà thoát nước ra những cái cửa nước vị, thì có một cái sự cố, đó là có một người nhảy xuống ở đó, và bây giờ thì lực lượng chức năng đang giải quyết cũng như là xử lý quý vị. Còn bây giờ thì Nhân Lạc Cà tiếp tục hướng lên phía con đường Bùi Thị Xuân, đi qua một cái khách sạn, đó là khách sạn Vách Ba, nằm trong khu quy hoạch Nguyễn Thiện Nghĩa đó quý vị. Thì nơi đây Nhân Lạc Cà sẽ đón hai du khách, là hai khán giả của Nhân Lạc Cà. Khi mà đến thành phố Đà Lạt thì có nhờ Nhân Lạc Cà muốn Nhân Lạc Cà đưa đi những cái nơi mà trải nghiệm tốt nhất, tuyệt vời nhất, cũng như là ăn sáng, ăn trưa ở tại Đà Lạt. Thì Nhân Lạc Cà mời quý vị, cô chú, anh chị, các bạn cùng đồng hành với Nhân Lạc Cà qua một cái chuyến hành trình này, một cái tour mini nhỏ nhỏ, rồi gửi tới quý vị những cái hình ảnh trong một cái chuyến đi này thì có những gì. Thì quý vị xem video thì có thể là tham khảo cho một cái chuyến hành trình khi mà đến thành phố Đà Lạt theo chiều hướng tâm linh. Chúng ta muốn đến những ngôi chùa, muốn đến những cái nơi mà có một cái không gian văn hóa tâm linh, thì chúng ta có thể tham khảo một cái video cũng khá là chi tiết của Nhân Lạc Cà. Và bây giờ thì Nhân Lạc Cà đang hướng về phía con đường Bùi Thị Xuân. Thì mùa này là mùa hè quý vị, thì mùa hè thì khách du lịch đến thành phố Đà Lạt rất là nhiều, tránh cái nóng ở khu vực miền Nam rồi miền Trung quý vị, thì du khách đến rất là đông, và đặc biệt là những cái ngày cuối tuần. Hôm nay tuy là một cái ngày giữa tuần thôi, tuy nhiên là du khách đến rất là đông. Và hiện nay thì thời tiết đang trong cái trạng thái là sáng nắng, chiều âm u và có thể là có mưa, cho nên chúng ta tranh thủ đi vào buổi sáng. Hôm nay thì Nhân Lạc Cà sẽ giới thiệu hai địa điểm mà Nhân Lạc Cà muốn ghé đến. Thì thứ nhất đó là Samten Hill Đà Lạt, và thứ hai đó là Linh Ẩn Tự. Và trước tiên thì phải đón những vị khách của chúng ta để đồng hành với Nhân Lạc Cà qua cái chuyến đi này. Nhân Lạc Cà thì thường hay dẫn những đoàn khách theo yêu cầu của chủ yếu là khán giả mà coi trên kênh Đà Lạt Street đó quý vị, thì biết tới Nhân Lạc Cà và cũng liên hệ và nhờ Nhân Lạc Cà. Thì Nhân Lạc Cà cũng mùa hè này cũng dẫn rất là nhiều, và tuy nhiên thì tháng 6 này thì Nhân Lạc Cà cuối tháng 6 này thì có lịch trình đi du lịch hè với gia đình, cũng như là có một số tour đang nhận dở đó quý vị, thì cũng sẽ chở quý vị đi tham quan. Và tiếp theo thì nếu mà quý vị nào mà muốn đến thành phố Đà Lạt mà muốn di chuyển mà không có Nhân Lạc Cà thì có thể là đặt xe, những chiếc xe 7 chỗ hoặc là 16 chỗ có thể di chuyển để mà đến những cái khu du lịch, thì tài xế sẽ chở, và thông qua Zalo của Nhân Lạc Cà sẽ gửi số cho các bạn tư vấn, và giá thì rất là hợp lý luôn quý vị. Thì những chuyến đi thì giá tầm hơn 1 triệu cho tới khoảng 1,5 triệu thôi. Rồi những chiếc xe 16 chỗ thì giá cao nhất từ cũng 1,7-1,8 triệu thôi quý vị. Cho nên khá là rẻ để cho chúng ta có một cái ngày hành trình từ sáng cho tới tối. Việc đón taxi mùa này thì cũng khá là khó.
cho nên là những cái chuyến xe như vậy thì sẽ thuận tiện cho chúng ta di chuyển. Còn bây giờ thì Nhân Lạc Cà đang hướng lên con đường Bùi Thị Xuân đó quý vị. Đường Bùi Thị Xuân này cũng có rất là nhiều quán ăn ngon như là lẩu bò hành, lẩu bò ba toa hay là lẩu gà lá é. Trên đường này thì có nhiều khách sạn đó quý vị, như là khách sạn nổi tiếng nhất là khách sạn God Valley đó quý vị. Rồi những cái khách sạn dọc con đường Bùi Xuân cũng rất là nhiều du khách ở. Bây giờ Nhân Lạc Cà đang hướng vào trong khu Nguyễn Thiện Nghĩa. Ở đây thì có một cái khách sạn, đó là khách sạn Vách Ba, cũng mới và cũng tiện nghi, giá cả cũng hợp lý. Nếu mà chúng ta không đi ô tô thì ở những cái khách sạn này rất là thuận tiện luôn, gần trung tâm. Và bây giờ Nhân Lạc Cà đã quay trở lại phía đập cầu Ông Đạo để hướng đi ăn sáng. Và bây giờ thì lực lượng chức năng cũng đang làm việc vì ha. Thì nhiều người hiếu kỳ thì cũng đứng để xem. Hồ Xuân Hương là cái hồ nước nhân tạo, là một cái hồ lớn, là một cũng là một cái thắng cảnh quốc gia đó quý vị. Hồ Xuân Hương giống như là trái tim, cái phổi của thành phố Đà Lạt để điều hòa không khí. Có cái hồ này nó cũng rất là có nhiều, rất là nhiều tiện lợi. Buổi chiều đi vòng vòng đạp xe đạp cũng như là đi bộ tập thể dục quanh quanh. Ở đây thì có bún bò bốc khói nữa quý vị. Thì những hai vị khách của chúng ta thì hôm nay thích ăn phở quý vị, và Nhân Lạc Cà dẫn tới một cái quán phở, đó là phở Năm Ngân. Thì quán phở Năm Ngân này nằm đối diện với hồ Hoàng Văn Thụ, nằm trên trục đường của đường Trần Phú đó quý vị. Thì phở đây thì Nhân Lạc Cà cũng giới thiệu những cái video ẩm thực á, Nhân Lạc Cà cũng có giới thiệu về ẩm thực ở Đà Lạt thì có quán phở này. Tuy nhiên hôm nay thì trong cái chuyến hành trình của chúng ta thì có ăn sáng, thì Nhân Lạc Cà sẽ vào quán này ăn sáng. Đấy là tô gầu gân quý vị, có rất là nhiều gân và gầu. Quán thì không gian rộng rãi, thoáng mát, đồ ăn phở giá cả hợp lý từ 45 cho tới 60.000 đồng. Có chỗ đậu đỗ xe cũng như là xe máy rất là gọn gàng quý vị ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với hành trình đi xuống đèo Mimosa. Hiện nay thì đèo Mimosa chịu trách nhiệm chính trong cái việc vận chuyển du khách, người dân, hàng hóa cũng như là xe đạp, xe máy liên tục đi qua cái cung đèo này. Vì hiện nay đèo Pen đang đóng để nâng cấp thi công thành 4 làn đường rộng gấp đôi đó quý vị. Nhân Lạc Cà cũng có review, cũng có cập nhật những cái tiến độ thi công của đèo Pen. Quý vị có thể xem trên video trước của Nhân Lạc Cà. Còn hiện nay thì có một cung đèo nữa để chúng ta hướng tới thành phố Đà Lạt thông qua quốc lộ 20 rẽ vào, đó là đèo Sacom. Cung đèo này dài khoảng 13 km và cung đèo nó nhỏ và ít xe cộ di chuyển đó quý vị. Bây giờ thì Nhân Lạc Cà đã hướng tới Sampan Hill và thời tiết hôm nay đã ủng hộ cho chuyến đi của Nhân Lạc Cà và hai vị khách. Thì trước mắt đó là cái cổng vào đặc trưng của Sampan Hill Đà Lạt. Sampan Hill Đà Lạt thì không phải là ngôi chùa quý vị. Đây được coi là không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa. Thì ở trong khu vực thì Sampan Hill là trong tâm Sampan Hill thì cái không gian văn hóa Phật giáo Kim Cương Thừa là cái trái tim của Sampan Hill, là nơi mà có Đại Bảo Tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới. Thì Đại Bảo Tháp Kinh Luân hiện nay với trọng lượng là 200 tấn, được làm bằng đồng đúc, rồi bên ngoài thì giác vàng 24 carat và cao hơn 37 mét. Và đây là khu vực chờ để chúng ta đi lên tham quan. Sáng nay thì một ngày giữa tuần thôi, tuy nhiên thì chúng ta thấy là du khách, người dân đến với khu Sampan Hill này càng lúc càng đông. Mùa hè này Sampan Hill là một cái địa điểm đến, một địa điểm tâm linh mà thu hút rất là nhiều du khách đến Đà Lạt. Đây là một cái địa điểm mà khi mà mở ra thì cũng giải quyết công ăn việc làm cho người dân ở trong khu vực thôn Camus, xã Tu Tra thuộc huyện Lạc Dương, và cũng đẩy mạnh du lịch cho huyện Lạc Dương. Trước đây thì chúng ta chưa ít biết đến về huyện Lạc Dương quý vị ha. Thì khi mà Sampan Hill đưa vào hoạt động thì chúng ta thấy sự nổi bật của Đơn Dương đã góp phần đưa cho kinh tế cũng như là du lịch của địa phương phát triển hơn.
trước mắt chúng ta đó là Đại Bảo Tháp Kinh Luân, lớn nhất thế giới, được UNESCO công nhận. Thì ở đây thì chúng ta sẽ chụp hình với trụ sách kỷ lục, rồi đặt tay lên vòng xoay của Đại Bảo Tháp Kinh Luân để cùng quay. Và trước tiên thì chúng ta sẽ nhìn cái từ trên cao cái không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa tại Sam Tình Hiêu. Và chúng ta sẽ đi theo lịch trình từ cổng này đến với trụ sách, chụp hình với Đại Bảo Tháp Kinh Luân, rồi đặt tay lên bánh xe cầu nguyện, xoay quanh theo chiều kim đồng hồ, rồi niệm câu chú Amani Padme Hum. Thì đây Nhân Lạc Ca cũng hướng dẫn rất là nhiều du khách, cũng đưa nhiều du khách quý vị đến đây để tham quan cũng như là trải nghiệm. Cho nên du lịch tâm linh không chỉ mang đến cho khách du lịch những cái trải nghiệm khám phá những cái vùng đất mà quý vị đến, mà còn mang đến cho chúng ta những cái giá trị khác về tinh thần cho chúng ta. Thì ngày nay với có nhiều các cái hình thức mà trải nghiệm văn hóa tâm linh thì dường như thì có ba cái hình thức chính. Thứ nhất đó là các cái hoạt động tham quan vãng cảnh tại các cái địa điểm tín ngưỡng tôn giáo. Khách du lịch tới các địa điểm tôn giáo như là đền chùa để tham quan vãng cảnh. Loại hình du lịch tâm linh này mặc dù chưa thể hiện rõ được cái ý nghĩa tâm linh của cái du lịch tâm linh, nhưng là hoạt động phổ biến nhất đối với du lịch trong nước và nước ngoài. Đây là một cái hoạt động chúng ta tới và chúng ta tham quan vãng cảnh và nhìn ngắm là chính. Thì đây là cái hình thức chính. Và thứ hai là các cái hoạt động tham quan vãng cảnh kết hợp với cúng bái cầu nguyện tại các địa điểm tín ngưỡng tôn giáo. Loại hình này thì khá phổ biến hiện nay, nhưng thường là phạm vi hoạt động là những khách du lịch ở trong nước. Thứ ba là loại hình du lịch tâm linh có một tiêu giáo lý giúp con người trở nên thư thái trong tâm hồn, nhờ đó cải thiện được sức khỏe này và cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng hơn, và chúng ta nhìn thấy cuộc đời nó sẽ tươi đẹp hơn, mọi thứ đều nhẹ nhàng quý vị. Đại Bảo Tháp Kinh Luân thì không có động cơ điện ở trong quý vị, nó chỉ là một cái trục quay. Và khi mà sử dụng sức quay của con người thì trục quay sẽ quay nhanh quay chậm tùy theo sức quay, cho nên và cũng khá là nhẹ nhàng. Và bây giờ tiếp tục hành trình đi lên phía trên, đó là khu trung tâm, nơi trưng bày những không gian Phật giáo Kim Cương Thừa. Buổi chiều thì chúng ta sẽ chụp những cái bức ảnh rất là đẹp quý vị. Chúng ta có thể tham quan khu du lịch văn hóa tâm linh Sam Tinh Hiêu Đà Lạt này vào buổi sáng sớm này, hoặc là buổi chiều chiều tà mà không có mưa thì lúc hoàng hôn buông xuống thì nơi đây là một địa điểm ngắm hoàng hôn cũng tuyệt đẹp. Mà buổi sáng nếu mà những cái ngày đẹp trời thì chúng ta tới khu vực này nhìn ngắm mây trôi bồng bềnh cũng rất là đẹp. Sam Tinh Hiêu Đà Lạt thì cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 45 km quý vị. Chúng ta sẽ di chuyển từ thành phố Đà Lạt qua cung đèo Mimosa hiện nay và tới cao tốc Đà Lạt Liên Khương, sau đó vòng lên đường quốc lộ 20 và rẽ vào ngã ba Bồng Lai. Từ ngã ba Bồng Lai đi vào khoảng 10 km, chúng ta có thể kết hợp rất là nhiều các cái phương tiện để di chuyển, nào là những chiếc xe khách 45 chỗ, xe đoàn, xe 16 chỗ, 7 chỗ, xe cá nhân, ô tô cá nhân, hay là taxi, hoặc là đi xe máy. Tất cả các phương tiện đều đến đây dễ dàng, đường xá thì cũng dễ đi. Thank you.
Khi chúng ta đi tham quan khu du lịch văn hóa tâm linh thì có rất là nhiều bức tượng, nào là bức tượng Phật Di Lạc nè, rồi bức tượng Phật Tương Lai, hay là những biểu tượng ở trong khu du lịch văn hóa tâm linh đó. Thì chúng ta thường thì theo Phật giáo thì chúng ta đi xung quanh những cái biểu tượng của tâm linh đó, thì chúng ta di chuyển theo chiều kim đồng hồ, từ theo chiều kim đồng hồ quý vị, và thường thì chúng ta đi kiểu đó thì người ta gọi là đi nhiễu, đi kinh hành hay là đi Cora. Nói chung là ba từ, thì có thể từ nào cũng được. Thì thường thì chúng ta đi vòng quanh như vậy thì khoảng 3 vòng, chúng ta đi theo số lẻ 3 vòng, 5 vòng, 7 vòng đó quý vị, tùy theo sức khỏe của chúng ta, và chúng ta có thể di chuyển. Và khi mà di chuyển như vậy thì chúng ta đọc câu chú. Ở đây thì Nhân Lạc Ca cũng bắt gặp một anh chàng là cũng fan hâm mộ của kênh The Last Street quý vị. Thì gặp khi mà đi lên trên này thì Nhân Lạc Ca cũng bắt gặp rất là nhiều cô chú đã nhận ra Nhân Lạc Ca trong những cái video mà Nhân Lạc Ca đã xuất hiện trên màn hình. Thì Nhân Lạc Ca đi sớm, và bây giờ thì chuẩn bị về rồi, thì du khách bắt đầu lên đông lắm quý vị. Đây là một địa điểm đến mới và mới nổi đây, và ngày nay đã thu hút rất là nhiều du khách. Cũng chính là nơi này đã thu hút một lượng khách đáng kể trong chuyến du lịch hè đến với thành phố Đà Lạt quý vị. Nhiều du khách đến thành phố Đà Lạt thì chỉ muốn đến nơi đây một lần quý vị, cho nên là người ta đã bỏ ra một cái chuyến hành trình đến với thành phố Đà Lạt và kết hợp với tham quan Sunset Hill. Và sau khi mà tham quan xong thì xuống chờ xe trung chuyển sẽ chở chúng ta ra bãi xe để lấy xe và di chuyển qua một khu du lịch khác hay một địa điểm tham quan khác quý vị. Và địa điểm tham quan mà hôm nay Nhân Lạc Ca muốn đưa hai vị khách của Nhân Lạc Ca đến đó là chùa Linh Ẩn Đà Lạt. Đây là ngôi chùa có tượng Mẹ Quan Âm với chiều cao lên đến 71 mét. Tượng được thiết kế dưới là một tòa sen với cái hướng là hướng ra cổng chính. Trong tượng Quan Âm có đến 250 bậc thang để đi lên phía trên. Cho đến nay thì tượng trở thành một địa điểm cầu nguyện của du khách và Phật tử thập phương. Chùa Linh Ẩn tự Đà Lạt thì ngôi chùa cũng có một tượng Phật Di Lạc lớn nhất tỉnh Lâm Đồng nữa. Và trong khu vực tỉnh Thánh thì nơi có đặt hơn 500 tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được thiết kế 100% là giống nhau. Các tượng Phật được xếp thành ngay hàng thẳng lối và rất là trang nghiêm ở phía sau của khu chánh điện. Mỗi bức tượng thì có chiều cao lên đến 3 mét và đều đặt trên một cái bức đá ở phía dưới. Còn trước mắt chúng ta đó là tượng Quan Thế Âm cao 71 mét. Trong tượng thì có lối để chúng ta đi lên trên cao luôn, thì có cái khung cửa sổ để cho chúng ta ngắm cảnh. Còn bây giờ Nhân Lạc Ca gửi tới quý vị những cái hình ảnh bay flycam xung quanh tượng Mẹ Quan Thế Âm. Chùa Linh Ẩn Tự thì nằm cách thành phố Đà Lạt khoảng 27 km, thuộc huyện Lâm Hà. Thì khu vực này được gọi là xã Gia Lâm, Nam Bang, Lâm Hà, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 27 km. Đi theo hướng cung đèo Tà Nung rồi tham quan các cái khu du lịch Tà Nung kết hợp với tham quan Linh Ẩn Tự. Hôm nay thì lịch trình của Nhân Lạc Ca thì đi qua ban từ thành phố Đà Lạt di chuyển tới Đơn Dương, sau đó thì quay trở lại
huyện Lâm Hà rồi lại vòng lên thành phố Đà Lạt, đi tới từ thành phố đi thêm hai huyện nữa quý vị. Nghe thác á, nhìn đã. Từ ngay khu vực Đài Sen dưới chân Mẹ Quan Âm thì chúng ta có thể nhìn ngắm được thác voi hùng vĩ. Thác voi được coi là một cái di tích thắng cảnh quốc gia. Tuy nhiên thì hiện nay đang đóng cửa do vấn đề là người ta chưa có một cái nhà thầu mới đưa vào hoạt động quý vị, nên hiện nay vẫn đang đóng cửa. Đó là một cái điều khá là đáng tiếc, mà khi thác voi hoạt động thì khách du lịch đó, đặc biệt là khách nước ngoài quý vị, người ta rất thích trải nghiệm đi xuống dưới thác voi để chụp hình trải nghiệm. Đây là một trong những cái thác rất là nổi tiếng và du khách nước ngoài rất quan tâm tới cái thác này. Và bây giờ Nhân Lắc Cà đang hướng vào bên trong, đi vào bên trong tượng Mẹ Quan Thế Âm với những cái bậc thang hướng lên trên cao. Từ vị trí ở trên cao này, chúng ta có thể nhìn ngắm được toàn cảnh ở phía dưới và thác, thác nước, thác voi đang đổ ở phía dưới qua khung cửa sổ này quý vị. Wow, từ trên cao nếu mà chúng ta sợ độ cao nhìn xuống thì cũng hơi bị choáng ngợp, vì độ cao của tượng là khoảng 71m quý vị. Nếu mà chúng ta đứng ở vị trí này thì khoảng tầm 60m. Nhìn toàn cảnh khu Nam Bang Lâm Hà luôn. Nghe nước chảy ào ào ở phía dưới. Còn đây là không gian bên trong được vẽ, rồi cũng như có rất là nhiều những bức tượng. Và trước mắt chúng ta đó là khu chánh điện quý vị. Không gian bên trong chánh điện là khu vực thờ năm vị Phật, gồm ở giữa là Phật Dược Sư, Phật Di Đà, Phật Thích Ca, và bên trái là Phật Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, và bên phải là tượng Phật Chuẩn Đề. Các tượng Phật đặt tại chánh điện đều được khắc trổ rất là tinh xảo và đẹp mắt. Khu vực này đem đến cho du khách một cái không gian để mà thắp hương cầu tự, một nơi vô cùng là linh thiêng và trang nghiêm. Như vậy là Nhân Lắc Cà đã đưa quý vị đến tham quan hai khu du lịch văn hóa tâm linh. Thứ nhất là Sam Tân Hiêu Đà Lạt, và thứ hai đó là Linh Ẩn Tự, một ngôi chùa nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 27 km. Sau khi tham quan thì Nhân Lắc Cà muốn ghé tới đây ăn trưa, đó là quán cơm ngày ba bữa. Quán cơm này thì có 3 địa chỉ, thứ nhất là 37 Trần Nhật Duật, thứ hai là 20 Thi Sách, và thứ ba một cái địa điểm rất là nổi bật luôn, đó là đường Đống Đa, quán cơm ngày ba bữa đường Đống Đa. Thì phong cách thiết kế cũ cũ cổ cổ cái này quý vị, thì cơm ăn rất là vừa miệng với tất cả, đối với người dân cũng như là du khách. Nói chung là cơm giống như cơm nhà nấu đó quý vị, những món ăn dân dã rồi vừa miệng. Như vậy là hôm nay quý vị đã đồng hành với Nhân Lắc Cà với một mini tour
đến với thành phố Đà Lạt thì chúng ta tham quan những địa điểm tâm linh, tôn giáo và những cái địa điểm ăn sáng, ăn trưa mà Nhân Lạc Cà giới thiệu trong video này để cho quý vị tham khảo cho một cái chuyến hành trình du lịch khám phá thành phố Đà Lạt. Chúng ta có thể ghi lại những quán ăn, những địa điểm, những nơi mà Nhân Lạc Cà review rồi những Nhân Lạc Cà hướng dẫn cũng như là đi xuyên suốt trong những cái tour du lịch hè này để quý vị tham khảo. Nhân Lạc Cà rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ tinh thần Nhân Lạc Cà nhé. Còn bây giờ, Nhân Lạc Cà xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.